Lý do sâu xa khi Việt Nam nhập khẩu điện gió từ Lào không đơn thuần chỉ vì giá rẻ. Thưa quý vị, mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã kiến nghị Bộ Công Thương trình Chính phủ xem xét chủ trương nhập khẩu điện gió từ Lào với giá 6,95 cent 1 kW, tương đương 1.702 đồng 1 kW, đồng thời bổ sung quy hoạch đường dây đấu nối để giảm nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc. Theo tiến sĩ Ngô Đức Lâm, chuyên gia năng lượng, ngoài giá rẻ và giải quyết tình trạng thiếu điện ở miền Bắc, việc nhập khẩu điện gió từ Lào còn là nhiệm vụ chính trị của Việt Nam với quốc gia láng giềng. Ông Lâm nói, việc nhập khẩu điện từ Lào là tổng hòa các yếu tố quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, an ninh quốc phòng khu vực biên giới giữa hai nước và đem lại lợi ích cho cả hai bên, chứ không đơn thuần chỉ phát triển điện lực.